1 giờ trưa mà trời Mỹ Tho vậy nè cả nhà. Bầu trời của hôm nay Đà Lạt giờ chuyển xuống dưới Mỹ Tho rồi nha cả nhà ơi. Chịu nổi không chứ? YouTube. Mất tiêu cây cầu Rạch Miễu luôn rồi kìa. Cái đó là cái hướng lên cầu Rạch Miễu đó cả nhà. Ui giời ơi. Đó. Mờ ảo ghê không? Ảo tung chảo luôn. Mình chỉ còn thấy mấy chiếc du thuyền của bến du thuyền thôi. Thì ở đây thì gần thì mấy chiếc tàu này còn thấy được, chứ đằng xa xa đằng kia là coi như mờ ảo luôn á. Cái cầu Rạch Miễu giờ chỉ còn thấy một cái đường lai. Thậm chí ở ngoài mắt thường còn thấy không được, đây nói chi trong hình. Trời ơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt chuyển về miền Tây rồi. Sương mù này dễ bị ho nha bà con nha, cẩn thận củi lửa.